thế giới hoa sen rực rỡ được họa sĩ mô tả dưới nhiều góc độ khác nhau, như tên gọi của triển lãm Mùa Yêu, là nhịp điệu của cuộc sống, của bốn mùa yêu thương được họa sĩ gửi gắm qua những bông sen. Cuộc đời của mỗi con người có sum họp chia ly, có sinh lão bệnh tử, tất cả được gửi gắm qua những bông sen, qua các giai đoạn sinh trưởng, từ khi là một nụ hoa mới nhú đến lúc nở bung cho đến khi tàn úa. Đúng rồi, tôi thích thì từ cái tên lúc đầu là tò mò, tới cái tên mà thế nhưng mà lên thì thấy tác giả lại trẻ, tranh vẽ cũng rất là có phong cách. Em rất là thích tranh về sen, về hoa sen, rất là thích hoa sen, cho nên là muốn đi sưu tầm tranh về sen thì đến đây thì đúng tìm được đúng bức tranh mà mình ưng ý màu sắc, xong rồi phong cách, xong rồi nét vẽ rất là đẹp, hài hòa. Có thể thấy họa sĩ trẻ Vũ Tuyên đã thể hiện sự quan sát tỉ mỉ với mỗi bông sen, màu sắc phong phú cũng như phong cách thể hiện của anh khá đa dạng. Cái đề tài sen ấy thực ra thì mình cũng không phải là mình cố tình chọn, mà có thể có một cái duyên, nhân duyên nào đó mà trong những lúc mình thiền định ấy, thì mình cảm thấy nhắm mắt vào mình thấy như mình đang ngồi trong một cái đầm sen, hoặc trong những lúc mình ngủ mình cũng cảm thấy có những giấc mơ về đầm sen, mình thấy nó rất là đẹp và mình cứ thế mình vẽ thôi, xong rồi đến khi nhìn lại thì mình thấy tranh của mình cái nào cũng có cái hơi hướng của sen. Thế là mình nghĩ rằng là có thể nó là cái nhân duyên, và đấy, từ đấy mình cũng nghiên cứu hơn và đi sâu vào sen hơn. Bên cạnh những bức tranh về sen, người xem còn bắt gặp nhiều hình ảnh gần gũi của sông nước, lũy tre làng và cả những đôi cánh thần tiên bay bổng. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.